Việc đăng ký học của nha học tránh Seattle đã không còn điền đơn nữa và các gia đình bây giờ có thể đăng ký trực tiếp trên mạng. Để bắt đầu, hãy thu thập các tài liệu hỗ trợ của quý vị để nộp trực tiếp trên mạng. Các tài liệu này bao gồm thẻ căn cước có hình ảnh của phụ huynh hoặc giám hộ, giấy tờ chứng minh địa chỉ phải có tên của phụ huynh hoặc giám hộ và ngày gần nhất trong vòng 8 tuần, hồ sơ chích ngừa của học sinh, giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của học sinh nếu đăng ký cho lớp từ pre-K đến lớp 1. Xin lưu ý, học sinh được xác nhận là vô gia cư không bắt buộc phải cung cấp các tài liệu này. Truy cập vào trang web của chương trình McKinney Mental của chúng tôi để biết thêm thông tin. Quý vị có thể chụp ảnh tài liệu của mình bằng điện thoại và lưu vào máy tính của mình để đính kèm trực tiếp vào đơn của học sinh. Nếu quý vị cần hỗ trợ thêm với sự hướng dẫn này, quý vị có thể liên lạc đường dây trợ giúp của chúng tôi ở số 866-752-7650. Khi tài liệu của quý vị đã sẵn sàng, hãy truy cập trang web của chúng tôi bằng cách nhập vào www.seattleschools.org. Điều này sẽ đưa quý vị đến trang web của nha học tránh Seattle, chọn Enroll trên thanh trình đơn. Từ trình đơn thả xuống, hãy chọn Enroll My Student. Từ đây, chọn Online Enrollment Registration. Chọn ngôn ngữ thích hợp và bắt đầu. Chọn Create an Account và làm theo tất cả các bước cần thiết. Bạn sẽ cần một địa chỉ email hợp lệ. Sau khi quý vị hoàn tất thiết lập ban đầu, nhập vào đăng ký học sinh mới. Tiếp theo quý vị sẽ Add a Student. Nếu quý vị có nhiều hơn một học sinh, hãy chọn Add Student. Sau đó nhập vào Yes. Những thông tin về phụ huynh hoặc giám hộ sẽ chuyển qua từ đứa đầu tiên đến đứa kế tiếp. Vậy thì quý vị không cần phải nhập thông tin mỗi lần. Điều này làm cho đăng ký dễ dàng và nhanh hơn. Các trang tiếp tục là về học sinh, bao gồm tên họ, địa chỉ và thông tin về trường học trước đó. Khi quý vị đến trang về thông tin của phụ huynh hoặc giám hộ, hãy để thông tin của mình và bất kỳ phụ huynh hoặc giám hộ khác. Trang liên lạc khẩn cấp là dành cho các thân nhân liên lạc khẩn cấp khác ngoài ra phụ huynh hoặc giám hộ. Các trang cuối cùng dành cho thông tin, y tế và luật lệ điểm danh của chúng tôi. Xin vui lòng đọc cả hai tài liệu này trước khi ký tên điện tử. Quý vị có thể ra khỏi ứng dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình đăng ký và hệ thống sẽ lưu lại bất kỳ công việc quý vị đã hoàn thành cho đến nay. Tuy nhiên, một khi quý vị nộp đơn, điều này sẽ hoàn thành quá trình đăng ký và quý vị sẽ không thể truy cập vào đơn của con em mình nữa. Nếu quý vị không thể tải tài liệu trên trước khi nhấn Submit, quý vị có thể gửi trực tiếp các tài liệu này đến trung tâm văn phòng Admission của chúng tôi tại servicecenter@seattleschools.org. Xin vui lòng bao gồm tên đầy đủ và ngày sinh của học sinh trong email. Nếu quý vị không có lối vào máy tính hoặc cần trợ giúp, xin vui lòng đến văn phòng của chúng tôi tại trung tâm Admission từ thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều. Xin vui lòng mang tất cả các tài liệu hỗ trợ của quý vị và đến sớm để được giúp đỡ trong việc đăng ký. Trung tâm văn phòng Admission tại John Stanford Center là ở phía nam của trung tâm thành phố Seattle, địa chỉ là 2445 đường số 3 Avenue.